sau cái chương trình này cháu về mình thấy cháu trưởng thành rất là nhiều sau chương trình. Giao tiếp tự tin hơn, chủ động hơn và độc lập hơn. Chị thấy là về bạn cũng trưởng thành hơn và kỹ năng sống cũng bạn từ đó là thấy là bạn tiến bộ hẳn luôn. Như là cháu đã tham gia với thầy cháu kể chuyện này lại là thầy rất là tốt, giúp để cháu được giao lưu học hỏi, mở mang trí tuệ và có nghĩa là tư duy mình được phát triển lên từ đó. Bạn trước khi nào mà đi rừng thì đặc biệt hôm vừa rồi là đi viện dưỡng Ươm Sơn á, bạn là cũng là lần đầu tiên mà đi xa nhà để ở ngủ trong rừng đó. Mình rất là khuyến khích các trường đại học rất là đồng ý thì có các trải nghiệm cho các cháu ra ngoài. Thứ nhất là về sức khỏe, có thời gian giao tiếp, có nhiều mối quan hệ hơn, chủ động trong giao tiếp hơn, độc lập hơn. Cháu có thể đưa ra một số cái lựa chọn về nghề nghiệp trong tương lai. Cảm ơn trường Đại học Khánh Dương đã tổ chức cái chương trình này và cũng rất may mắn là con của tôi cũng được tham gia chương trình. Thì qua cái này được cháu được học hỏi, cọ sát và được trưởng thành rất là nhiều.